Cuộc sống diễn viên hài Bảo Chung ở tuổi 69. Diễn viên hài Bảo Chung nói sau đổ vỡ hôn nhân, hiện có cuộc sống bình yên bên vợ ca sĩ Diệu Thắm 40 tuổi và con trai. Bảo Chung cho biết vẫn sung sức với nghề, làm đủ vai trò như viết kịch bản, chỉ đạo diễn xuất, đạo diễn. Ngoài tham gia các sân khấu, chương trình hội chợ, ông thực hiện các phim ngắn, vừa hoàn thành series hài Chuyện trong nhà ngoài ngõ. Diễn viên cũng nhận lời tham gia chương trình của đồng nghiệp đóng MV cùng đàn em. Từ khi vợ sinh bé Jack 3 tuổi, ông thấy yêu đời và có thêm nhiều động lực cố gắng làm việc. Nhờ vợ hiền lành, chịu thương, chịu khó, tôi như được tiếp thêm năng lượng, Bảo Chung cho biết. Đầu tháng 3, Bảo Chung cùng vợ mở kênh YouTube mới, giới thiệu đến khán giả các tiết mục biểu diễn chung lẫn chia sẻ về cuộc sống thường nhật. Vợ ông trước đây vốn là ca sĩ chuyên hát nhạc dân ca trữ tình, giờ lui về chăm sóc gia đình, chủ yếu livestream bán hàng, thi thoảng thực hiện các video ca nhạc. Qua đời Thanh Tuyền. Vừa qua mạng xã hội xuất hiện loạt tin đồn danh ca Thanh Tuyền lâm bệnh nặng qua đời khiến khán giả hoang mang. Mới đây nhất, Thanh Tuyền đã có mặt trong một đêm nhạc tại Mỹ. Bà vẫn rất khỏe mạnh và xinh đẹp rạng ngời dù ở tuổi U80. Trong dịp này, MC dẫn dắt chương trình đã nói về tin đồn. Gần đây có nhiều lời đồn đại về chị Thanh Tuyền, có người đồn chị bị đau bệnh rồi lại đang nằm viện nọ kia. Các tin đồn đó lan truyền trên Facebook, YouTube, họ nói chị Thanh Tuyền bị bệnh rất nặng. Chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình, Thanh Tuyền nói, tôi không sử dụng mạng xã hội nên không biết người ta đồn đại thế nào về mình, nhưng nhiều người gọi cho tôi bảo rằng họ thấy hình ảnh tôi nằm viện hấp hối hay chăn trối gì đó. Tôi xin đính chính, đó là bức hình chụp 10 năm trước, khi tôi bị thương, gãy chân và phải nằm viện. Giờ này tôi vẫn khỏe mạnh và đứng đây. Tôi xin cảm ơn khán giả khắp nơi đã gửi lời hỏi thăm quan tâm đến tôi. Tôi cảm ơn luôn cả người đã loan tin đồn tôi qua đời. Chắc vị đó cũng thương tôi lắm nên mới làm vậy để khán giả nhắc nhớ tôi. Sau khi đính chính tin đồn thất thiệt, Thanh Tuyền còn chứng minh mình cho khán giả thấy bà vẫn còn khỏe mạnh bằng cách hát live 10 bài liên tiếp không nghỉ. Thật khó tin khi đã ở tuổi U80, Thanh Tuyền vẫn hát rất khỏe, hát treo cao liên tục không đuối, giọng vang sảng đầy đặn khiến ai cũng bất ngờ nể phục. Thanh Tuyền sinh năm 1948 tại Đà Lạt, sau đó chuyển về Sài Gòn sinh sống và theo đuổi con đường ca hát từ sớm. Với giọng hát trời phú và kỹ thuật điêu luyện, bà nhanh chóng nổi tiếng, thành công vang dội, đóng đinh với dòng nhạc bolero. Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, Thanh Tuyền được coi như một danh ca tượng đài âm nhạc lớn, có ảnh hưởng đến nhiều thế hệ ca sĩ sau này. Ít người biết khi mới sang nước ngoài, Thanh Tuyền từng có ý định nghỉ hát đi làm việc khác và nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại sân khấu. Nhưng nhờ cơ duyên với nghề, bà tiếp tục được mời đi hát lại và duy trì vị thế suốt 60 năm. Thanh Tuyền được xem là của hiếm trong làng nhạc, khi càng già hát càng khỏe, càng hay, giọng càng vang, nội lực, lên được những nốt cao vút. Hiện dù đã ở tuổi 75, Thanh Tuyền vẫn là một trong những ca sĩ đắt show, cả trong nước lẫn hải ngoại được đông đảo khán giả mến mộ. Thanh Tuyền luôn giữ được lửa nghề, đam mê ca hát và hát bằng tâm huyết tràn trề như thời trẻ. Bà từng tâm sự tại một livestream mới đây. Người ta hay nói dã từ sân khấu nhưng tôi kỵ nhất câu đó. Vì sân khấu là nơi nuôi sống mình, khán giả thương thì làm sao dám dã từ. Chỉ khi nào khán giả dã từ tôi thì tôi mới nghỉ hát. Nhiều người hay nói tôi già rồi, hát làm gì nữa, nghỉ đi. Tôi muốn nghỉ lắm nhưng hát là lẽ sống của tôi. Tôi không cần những sự phê bình kêu nghỉ hát đi vì tôi sống cho lẽ sống của mình. Với tâm nguyện đó, Thanh Tuyền hễ cầm mic lại khiến khán giả rùng mình, bởi không ai tin ở độ tuổi 75, bà vẫn hát nội lực, làn hơi dài bất tận đến thế, nhiều ca sĩ trẻ cũng không đuổi kịp. Tuy vậy, Thanh Tuyền vẫn có nhiều chiêm nghiệm về cuộc đời khi đã ở tuổi xế chiều. Bà nói, tất nhiên tôi không bao giờ dám nói chia tay hay dã từ sân khấu, nhưng tôi nói thật, bây giờ tôi sống tính trong từng phút giây. Cuộc sống hiện tại ở tuổi 51 của ca sĩ Chế Phong sau 4 năm ly hôn Thanh Thanh Hiền. Chế Phong sinh năm 1973 là giọng ca chuyên trị những bản nhạc trữ tình được khán giả Việt Nam và hải ngoại yêu mến. Anh là con trai danh ca Chế Linh, được nhận xét là có chất giọng cũng như phong cách biểu diễn giống cha nhất trong số những người anh em theo nghiệp ca hát còn lại. Chế Phong cũng là ca sĩ thành công nhất trong gia đình chỉ sau Chế Linh. Ngoài những tình khúc đi vào lòng người, Chế Phong còn được công chúng quan tâm bởi chuyện tình cảm với nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, người hơn anh 4 tuổi. Trước đó, Chế Phong từng hai lần đổ vỡ hôn nhân và có 3 người con, còn Thanh Thanh Hiền cũng có 2 con gái riêng từ cuộc hôn nhân với nghệ sĩ ưu tú Hoàng Anh Tú. Đều từng trải qua sự tan vỡ hạnh phúc nên họ dễ dàng thông cảm, chia sẻ với nhau. Tình cảm cứ thế được vun đắp và dẫn đến đám cưới vào năm 2015. Hai vợ chồng chung sống trong nhà vườn rộng lớn ở Sóc Sơn, Hà Nội. Tuy nhiên, mối duyên này không kéo dài bao lâu. Họ tuyên bố ly hôn 5 năm sau đám cưới. Không còn là vợ chồng nhưng Chế Phong vẫn thể hiện sự yêu mến với những người thân của vợ cũ. Còn Thanh Thanh Hiền dù không liên lạc với Chế Phong nhưng cũng không cấm anh trò chuyện với con gái và thân nhân của mình. Đầu tháng 8 năm 2021, Chế Phong quyết định sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình trong thời điểm dịch Covid căng thẳng. Anh chia sẻ, thời điểm đó anh không thể nào nói mình vui mừng trong khi cả nước đang chống dịch được. Nhưng thật sự đúng là tôi đang rất hạnh phúc vì được đoàn tụ gia đình sau nhiều năm xa cách.
Dịp đầu năm 2024, trên kênh YouTube của ca sĩ Chế Phong đăng tải một clip quay lại cảnh anh khoe căn nhà mới với mọi người. Chế Phong hào hứng: "Lâu lắm rồi tôi mới xuất hiện trên kênh YouTube của mình, lý do vì tôi vừa mới dọn nhà qua một ngôi nhà mới. Tôi dọn nhà đúng dịp cuối năm, bận bịu. Nhà này của tôi lớn hơn nhà kia chút. Nhà trước tôi ở có một phòng, nhà mới này có ba phòng nên tôi để riêng một phòng cho mình. Tôi dọn nhà vào cuối năm, dọn về nhà mới đúng ngày 31 tháng 12 năm 2023 và chính thức vào ở ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tôi dọn về đây ở cùng một người em. Hai anh em tôi dọn nhà muốn gãy người. Hôm đó trời còn mưa tầm tã, tôi cũng vừa mới thu xong một bài hát để mừng nhà mới. Đây là bài lần đầu tiên tôi hát. Tôi rất thích bài hát này, lại rất đúng dịp. Đó là bài Em đến thăm anh đêm 30. Tôi dọn nhà dọn cửa xong hết rồi, giờ mới rảnh rỗi để tập trung chuyên môn. Tôi đã có góc làm việc riêng, không ảnh hưởng đến ai hết. Cứ việc mình làm." Nói rồi Chế Phong bật ca khúc mới thu âm và dạo một vòng quanh nhà, cho khán giả chiêm ngưỡng căn nhà mới. Căn nhà không quá rộng nhưng khang trang sạch sẽ, nội thất trong nhà đơn giản nhưng đầy đủ, có hẳn đàn piano, đàn guitar và một số thiết bị làm nhạc, giúp Chế Phong được chơi nhạc, ca hát về đúng ham mê của mình. Căn phòng của Chế Phong nhỏ nhưng sạch sẽ ngăn nắp, trang trí vừa đủ, có cửa sổ nhìn ra đường phố rộng rãi thoáng mát. Hiện Chế Phong ít khi đi hát, anh làm công việc quay dựng video, ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình dưới hình thức vlog và đăng tải lên kênh YouTube. Kênh YouTube cá nhân có hơn 8.000 lượt đăng ký theo dõi của Chế Phong, liên tục được cập nhật những video mới và những hoạt động tại nơi ở mới. Qua những video được chia sẻ có thể thấy Chế Phong đang có cuộc sống vui vẻ, bình yên, bên gia đình ở xứ người. Anh thỉnh thoảng tham gia các show diễn phục vụ khán giả, thời gian rảnh rỗi anh dành để dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, chăm vườn. Quang Minh ly hôn 5 năm vẫn luôn dõi theo vợ cũ Hồng Đào. Trong chương trình Chuyện đàn ông của nghệ sĩ Hoài Tâm, Quang Minh có dịp chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau khi ly hôn với diễn viên Hồng Đào. Mở đầu cuộc trò chuyện, Quang Minh thoải mái khi nhắc đến vợ cũ. Sau 5 năm ly hôn, anh thừa nhận vẫn theo dõi vợ cũ, dù anh đang ở Việt Nam còn Hồng Đào đang ở Mỹ. Nhớ về kỷ niệm cũ, Quang Minh kể, ngày xưa mỗi lần đi mua sắm luôn được Hồng Đào chiều theo ý. Khi đến nơi, Hồng Đào ngồi trông con còn để Quang Minh tự thoải mái mua sắm. Hai vợ chồng đi ăn bò bít tết thì Hồng Đào uống rượu vang, Quang Minh uống sữa. Ông bà ta nói cái gì có không biết quý, mất rồi mới quý. Ngày xưa ở nhà ăn cơm hoài, nhiều khi tôi bực bội, cứ đặt đồ ăn bên ngoài vì ngán cơm. Sau này ngoài công việc ra tôi chỉ ở nhà nên luôn thèm bữa cơm gia đình. Giờ tôi lớn tuổi rồi, ngoài giờ đi làm ra chỉ ở nhà nên thèm bữa cơm gia đình, thèm không khí của bữa cơm có các thành viên trong gia đình. Anh thừa nhận, Quang Minh kể khi còn sống chung với vợ cũ, anh có thể làm mọi việc nhà như lau nhà, giặt đồ. Tuy nhiên anh lại không thích vào bếp. Đến khi về Việt Nam anh bị bệnh và phải tự nấu cháo nhưng không thành công. Thời gian đầu sau ly hôn tôi mệt mỏi về vấn đề ăn uống do không biết nấu ăn. Khi gặp những chuyện đó tôi mới thấy quý những thứ trước đây và nó làm cho tôi trưởng thành hơn, anh nói. Cũng trong chương trình, Quang Minh lên tiếng về nghi vấn giới tính. Anh nói đi đâu cũng bị một số người nghĩ là giới tính thứ ba, khiến bản thân không thoải mái. Trước chia sẻ này, Hoài Tâm thừa nhận khi mới vào nghề cũng từng nghĩ Quang Minh thuộc giới tính thứ ba. Tuy nhiên khi tiếp xúc và làm việc lâu, anh nhận ra là không phải. Nhiều khi tôi thấy Quang Minh giỡn về mấy đứa em trên mạng nên cũng nghi, nhưng khi hỏi chị Hồng Đào thì chị khẳng định anh Quang Minh 99,99% là đàn ông. Hoài Tâm nói, ngoài ra nam nghệ sĩ cũng không thoải mái về việc xuất hiện hay chụp hình với ai cũng bị đồn là hẹn hò. Nói về hình mẫu phụ nữ hiện tại, Quang Minh thừa nhận thay đổi suy nghĩ khá nhiều. Anh thích một người con gái giản dị và sợ những kiểu phụ nữ son phấn. Con gái mà chủ động quá tôi cũng sợ, cái gì cũng nên vừa phải. Quan trọng nhất là phải có duyên và cũng cần chủ động một chút, nhưng đừng chủ động quá, anh nói. Ở tuổi U70, Quang Minh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Theo nam nghệ sĩ, việc chăm sóc sắc đẹp cho bản thân là điều cần thiết. Chiêm nghiệm về cuộc sống, Quang Minh cho rằng niềm vui và sức khỏe là điều quan trọng, đặc biệt là sau giai đoạn dịch bệnh COVID. Dĩ nhiên cũng có những lo lắng nhưng lo được tới đâu thì lo, còn không thì để trời tính. Tuổi tôi bây giờ có chuyện gì bực mình là máu lên não. Ngày xưa tôi cứ mang chuyện đó ra đùa giỡn. Khi ở độ tuổi nào rồi mới thấy sức khỏe là điều quan trọng trong cuộc sống, anh thổ lộ. Quang Minh Hồng Đào là bộ đôi nghệ sĩ hài nổi tiếng ở hải ngoại và trong nước. Cặp đôi phải lòng nhau khi hợp tác chung trên một sân khấu, rồi nên duyên vợ chồng. Họ có với nhau hai con gái. Năm 2019, cặp đôi ly hôn sau 24 năm chung sống. Mặc dù không còn đồng hành trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Hiện Hồng Đào ở Mỹ nên thường xuyên gần gũi tâm sự với các con. Quang Minh dù ở Việt Nam nhưng vẫn luôn sát sao, coi các con là những người bạn để quan tâm, chia sẻ.